Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Kiến Con. Vậy nên Apple đã tung ra bản cập nhật iOS 18 Beta 3. Phiên bản này được hỗ trợ từ iPhone XS đến iPhone 15 Pro Max và trên chiếc iPhone 15 Pro của mình. Nó có cái dung lượng cập nhật vào khoảng 1,18GB. Bạn nào mà cập nhật từ iOS 17 sau đấy nên luôn bản 18 Beta 3 này thì cái dung lượng cập nhật của nó sẽ lớn hơn vào khoảng trên 7GB. Và chúng ta sẽ đến với cái số hiệu của bản cập nhật này là 22A5307F. Cũng với cái số hiệu này thì Apple cũng truyền tải một cái thông tin là trong cái bản cập nhật này chúng ta sẽ có một số thay đổi nhỏ về cái giao diện người dùng cũng như thêm một số cái tính năng mới. Trước tiên là chúng ta sẽ đến cái thay đổi về giao diện người dùng ở cái phần màn hình chính. Khi các bạn bấm vào đây này, chúng ta vào phần mục sửa và tùy chỉnh. Ở trong cái phiên bản iOS 18 Beta 2 ấy, khi các bạn chọn cái chế độ tối này thì nó sẽ rất ít app được hỗ trợ, nhưng sang phiên bản này thì Apple hỗ trợ nhiều app hơn. Các bạn có thể thấy này, rất nhiều app được hỗ trợ. Và những cái app được hỗ trợ cái chế độ tối này thì nó có một cái nhìn trực quan hơn, đem lại cho chúng ta cảm giác dễ chịu hơn so với cái phiên bản 18 Beta 2. Các bạn có thể thấy là khi chúng ta vuốt sang cái phần mục bản đồ này ở trên cái Beta 2 ấy, thì cái màu ấy nó đã nhạt hơn, nhưng sang cái màu này thì nó hiển thị đậm hơn và nó cân đối hơn so với bản trước. Và chúng ta kéo xuống và bật đèn pin này. Các bạn bật đèn pin lên thì ở cái phiên bản này nó cho phép chúng ta thao tác dễ dàng hơn so với bản Beta 2. Các bạn có thể đẩy lên này, tăng độ sáng này. Đấy, chưa? Các bạn vuốt sang trái sang phải để chúng ta mở cái độ chiếu sáng cũng như chụm sáng. Mình thấy cái thao tác này nó sẽ dễ dàng hơn so với phiên bản trước, khi mà chúng ta có một cột ngang và một cột dọc. Các bạn vuốt xuống cuối cùng thì đèn pin nó sẽ tắt luôn. Và đến với cái mục quay video màn hình, các bạn bấm vào mục màn hình này. Đấy, nó sẽ hiện lên cho chúng ta là đang quay. Đây các bạn có thể thấy nhìn nó hiện đang quay, nó trực quan hơn so với cái phiên bản trước. Và chúng ta bấm tắt vào cái thì ở trên thanh Dynamic Ending này nó sẽ hiện lên luôn cho chúng ta bản ghi và chúng ta có thể vào để xem luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần tin nhắn khi mà Apple bổ sung thêm cái mục cho chúng ta tùy chọn ở cái phần tin nhắn khi và vào cái phần biểu tượng emoji này. Các bạn có thể vào đây cái phần 3 chấm, các bạn bấm vào. Chúng ta sẽ có cái phần emoji mới, sửa và nhân bản. Nó tiện hơn so với phiên bản trước. Vào trong đến phần cài đặt, chúng ta có một cái thay đổi nhỏ nhỏ khi mà các bạn vào quay lại cái phần giới thiệu, các bạn kéo xuống cuối cùng. Cái phần cài đặt chung. Đây các bạn kéo xuống cuối cùng thì chúng ta sẽ có cái mục chuyển hoặc đặt lại iPhone và tắt máy, nó khác so với cái Beta 2. Đây, các bạn bấm vào đây thì chúng ta cũng có hai cái đặt lại và xóa tất cả nội dung và cài đặt lại. Đấy là một cái thay đổi nhỏ nhỏ ở cái mục mà cài đặt này. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào cái mục trung tâm điều khiển này. Thì chúng ta thấy luôn ở đây nó sẽ có cái hướng dẫn để chúng ta thao tác trên cái mục Control Center này. Các bạn có thể thấy. Và khi vào cái mục Control Center này nhé, các bạn bấm vào thêm này. Và thêm mục điều khiển, các bạn vuốt xuống này. Thì tất cả những cái mục trợ năng ấy, thì Apple lại đẩy xuống dưới tất. Đấy. Những cái phần trợ năng này Apple gom tất cả xuống dưới. Nhưng mà ở cái phiên bản trước ấy, thì họ sẽ sắp xếp theo vần để chúng ta tìm kiếm. Nhưng ở phiên bản này thì họ lại đưa tất cả xuống đây. Có thể là ở cái phiên bản này khi mà một số người dùng ấy, cần những cái thao tác trợ năng thì họ đưa xuống đây để chúng ta có thể dễ tìm hơn, không cần nhất thiết là phải bấm tìm kiếm trên này. Và đến với trong cái phần mục ảnh, các bạn vào phần mục ảnh nhé. Các bạn vào phần mục ảnh. Ở trong phần mục ảnh này thì chúng ta thấy là ở trên cái phiên bản iOS 18 Beta 2, đây mình quay lại ở cái phiên bản Beta 2 cho các bạn hình này để nhìn dễ nhìn hơn này. Ở cái phiên bản 18 Beta 2 nhé, các bạn có thể thấy là cái phần khi chúng ta chụp màn hình ấy thì cái phần góc vuông này ở phiên bản Beta 2 nó được bo cong hơn, nhưng sang cái phiên bản Beta 3 này thì nó vuông vắn hơn rất là nhiều so với phiên bản trước. Đấy cũng là một cái thay đổi nho nhỏ trong phần mục ảnh. Và quay lại thì chúng ta thấy là cái phần nút tìm kiếm đã được đưa vào giữa nút chọn. Đấy. Trước ở phiên bản trước thì chúng ta có cái nút tìm kiếm nó ở nằm bên trái ngoài cùng cơ. Và một cái nữa, khi mà chúng ta kéo cái phần mục Control Center xuống vào mục kết nối này, các bạn thấy là ở cái phiên bản này nó có một cái thay đổi nhỏ nhỏ là có cái mục mũi tên, nó có cái phần mũi tên này cho chúng ta bấm vào để chúng ta tìm kiếm luôn. Còn đâu ở phiên bản trước thì bắt buộc chúng ta bấm vào giữ một nút nó mới lên được.
Và ở dưới này nhá, dưới cái mục VPN này ấy, thì lúc đấy mình bấm vào nó có hiện lên cái vệ tinh, nhưng mà bây giờ bấm vào thì nó lại không hiện lên nữa. Đây có thể là một cái lỗi nhỏ nhỏ. Bạn nào đã cập nhật lên cái phiên bản này rồi ấy, và có cái lỗi này hay không thì có thể chia sẻ dưới phần bình luận để cho mọi người cùng biết để tham khảo. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần hiệu năng. Phần hiệu năng và cái thời lượng sử dụng pin. Đây, mình có test hiệu năng. Và cái điểm test hiệu năng khi mình test trên cái phiên bản này, cái điểm đơn nhân của nó là 2791, điểm đa nhân là 6866. Và ở cái phiên bản beta 2, khi mình test ấy, thì nó có điểm đa nhân bằng cái điểm đa nhân beta 3, nhưng cái điểm đơn nhân nó kém một chút so với phiên bản beta 3 này, thì chứng tỏ là cái phiên bản beta 2, beta 3 thì cái điểm hiệu năng nó cũng không chênh nhau là nhiều. Về cái thời lượng sử dụng pin, về cái thời lượng sử dụng pin của mình khi mà mình rút sạc từ 6 giờ sáng mình rút sạc và 7 giờ mình dùng, đến 7 giờ 30 phút thì mình cập nhật lên cái phiên bản 18 beta 3 này. Đây các bạn có thể thấy cái thời lượng sử dụng pin của mình này. 5 giờ 53 phút và còn 19%. 19% thì mình đánh giá cái thời lượng sử dụng pin này so với bản trước thì nó kém hơn một chút. Nhưng mà để đánh giá sâu hơn ý, thì phải đợi một vài ngày nữa khi mà mình sử dụng thì mới đưa ra được là cái thời lượng sử dụng pin nó có tốt hơn so với phiên bản trước hay không. Và một cái nữa, khi mà một số bạn cập nhật cái phiên bản 18 beta 3 này trên chiếc iPhone của mình, nhất là iPhone 15 Pro Max, khi mà chơi game liên quân ý, thì chơi ở mức 60 FPS thì nó không bị lag, nhưng mà bật sang 120 FPS thì nó lại lag. Và cái game này nó thực sự chưa tối ưu với 120 FPS hay không, hay là cái máy của bạn bị lỗi, thì ngay sau đây mình sẽ test luôn cho các bạn một đoạn chơi game trên chiếc iPhone 15 Pro của mình với mức setting là max setting và để ở 120 FPS. Đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn là cái setting của mình là max này, tất cả đều max setting hết này. Và chúng ta cứ chọn đấu thường cho nhanh đi. Rồi, đấu thường này, sẵn sàng này. Đấy. Và test luôn cái thời lượng sử dụng pin 18% này. Đấy. Cho luôn cái nhiệt độ đi, các bạn có thể thấy cái nhiệt độ này. Đây, mình bấm vào đây 31,8 độ C. Đấy. Sẵn sàng này. Ok luôn đi. Độ sáng màn hình thì mình để ở mức 50, âm thanh 50 này. Chế độ game mode thì đã được bật lên rồi. Các bạn có nhìn rõ cái FPS không? Đây mình cho các bạn xem cái FPS này, nó đang ở 119 này. Và quá trình mình chơi xem nó có hiện tượng lag giật hay không nhé. Đấy, lấy led vào màn hình này cho dễ. Mức FPS vẫn đang duy trì ở mức 117-18. Tụt xuống 15-19 rồi. Tí nữa chúng ta sẽ vào combat xem là mức FPS nó có tụt thẳng hay không nhé. Mình đang chơi trên 4G nhé. Các bạn có thể thấy mình đang chơi trên 4G. Thì cái dung lượng 4G thì bao giờ nó cũng cho cái sử dụng pin nó tốn hơn so với Wi-Fi và nó sẽ nóng máy hơn. Đấy, ngay vừa rồi thì các bạn có thể thấy là nó vừa giật một cái rồi đấy. Nhưng mà cái mức FPS vẫn duy trì ở cái mức 118-19. Hơi bị lag một chút. Only the righteous will prevail.
Kết thúc trận đấu, cả một quá trình chơi một trận đấu khoảng độ gần 15 phút thì mình chưa thấy nó rớt FPS quá nhiều, nó chỉ loanh quanh ở mức 17, có một lần hai lần thì nó giật một phát thôi, còn đâu nó vẫn duy trì ổn định cho chúng ta chơi. Đây các bạn thấy, mình sẽ cho các bạn xem thời lượng pin mất 7% và nhiệt độ. Chúng ta nhiệt độ bây giờ đo mức nóng nhất là 37 độ 1. Nó chỉ chênh lên khoảng độ 5 độ, 6 độ so với trước lúc chơi. Bạn nào cập nhật lên phiên bản 18 beta 3 này rồi thì hãy cho cảm nhận của mình dưới phần bình luận, xem là phiên bản này có đáng để chúng ta cập nhật hay không nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho mình một like, một chia sẻ để ủng hộ kênh nhé.